Hello mọi người, thì sáng hôm nay mình sẽ đi ăn một cái món ăn sáng rất là phổ biến của người Singapore. Món đó là món gì thì đi theo mình nha. Đi thôi. Bây giờ là khoảng 10 giờ sáng. Thì ở bên Singapore người ta dậy khá trễ nha các bạn. Tầm 10 giờ thì tất cả cửa hàng mới bắt đầu bán, có thậm chí là có những cửa hàng tới chiều mới bán. Buổi sáng ở bên đây cũng không có nhiều sự lựa chọn đâu. Thông thường thì người ta sẽ ăn những cái bánh ngọt nè, rồi một số món mì. Ở bên đây thì người ta được phép cởi khẩu trang rồi nha mọi người. Chỉ có những ở trong hội nghị hơn 500 người thì mới phải đeo khẩu trang thôi. Còn ngoài đường thì mọi người có thể bỏ khẩu trang rồi. Cái chỗ mình đang đi là Bugis Junction nha. Ở đây cũng là một cái shopping mall khá nổi tiếng ở Singapore. 10 giờ mấy rồi, mall khá là vắng rồi. Bên đây, cửa hàng mình nằm phía trên đây. Cáp sơn chưa mở cửa nữa. Bánh mì, Yakum cây da tos. Ok, khách hàng ở đây. Bạn thấy cửa hàng nào, bạn thấy cửa hàng bánh mì nướng nào nó cũng rất là đông người luôn, khách hàng quá trời. Đây là menu các bạn, cái sốt cây da là cái set A nè. Thông thường mình sẽ gọi luôn cái set A. Nó sẽ bao gồm một ly trà hoặc là cà phê, hai cái trứng với lại một phần bánh mì nướng. Hôm nay mình sẽ gọi thêm một cái phần bơ đậu phộng nữa, ăn thử xem như thế nào ha. One set A. Yes. And one set B. Cái này có mấy tiền không? One set A. One set B. Yeah. One coffee, one tea. Yeah. Thank you. Bây giờ mình sẽ đi qua bên đây để mình lấy bánh, lấy nước luôn. Bánh thì ra sao, mình sẽ lấy trứng với lại cà phê, trà trước. Yeah. Yes. Dạ dạ. Cái giấy. Dạ, thank you. Rồi thì ở đây là trứng, giống trứng lòng đào các bạn. Hai cái trứng khá là to luôn, một cái trứng khá là to luôn. Thì mình sẽ ăn kèm với nước tương này. Mình sẽ ăn kèm với nước tương này. Rồi ngoài ra đây là ly trà sữa ha. Và đây là ly cà phê sữa. Thì mình sẽ đợi một hồi nữa. Thì khi mà cái số trên kia nó hiện lên á, ở trên bill của mình là 111, cái số 111 thì mình ra lấy ha mọi người. Ok, thì cái trứng này mình sẽ bỏ một ít nước tương lên nha mọi người. Ok, rồi. Trứng lòng đào đã. Trứng lòng đào thì mình có thể dùng bánh mì chấm vô đây cũng được nữa. Nước tương nó không có quá mặn. Ăn với lại cái này mình cho khoảng một ít vô ăn là vừa luôn. Đây là bánh mì nè. Đây là một cái món ăn phổ biến buổi sáng của người Singapore ha, bánh mì nướng kẹp với lại sốt cây da. Rất là giòn á. Trong đó có sốt cây da nó ngọt vừa đủ, kết hợp chung với bơ á. Ăn rất là béo. Ngon luôn mọi người. Thì nếu mà mọi người đi qua Sing á thì nên buổi sáng dậy thì mình có thể ăn cái món này ha.
đây là bánh mì kẹp, bánh mì nướng kẹp sốt cay da nha. Rồi, bây giờ mình thử qua cái bánh mì nướng kẹp sốt đậu phộng. Đây, có đậu phộng được. Ừ, nướng thơm, ngọt vừa phải, không có quá ngọt. Ừ, cũng ngon, cũng nha mọi người. Đó, lần đầu tiên mình ăn cái đậu phộng luôn. Mình thường mình ăn cái sốt cay da không à. Rồi sau khi mình ăn bánh mì nướng rồi á, mình qua mình ăn cái bánh trứng gà non đi mọi người. Trứng gà non, cái bánh này ơi, xuất xứ Hồng Kông thì phải. Đây, nó qua, nó lưu lạc bên đây rồi nè. Đây, có nhiều loại ha. Giá là 3 đồng mấy thôi. Giờ mình mua một cái ăn thử. À, có 3 loại nè. Ồ, pizza chứ không phải 3 loại. Ăn cái nào? Cái này là khô gà phải. Đây, original chocolate. Đây là cái bánh nè mọi người. Nướng hơi lâu. Mà cái khô đó hơi không vui nữa chứ. Mà nó giòn. Nó giòn lắm luôn á, giòn rụm luôn á. Ngon. Giòn. Mà chocola không có bị quá ngọt. Ăn ok nha. Nhưng mà cô không có được vui vẻ nên là chắc là không ưng nữa mọi người. Ok, bây giờ mình đã tới Vivo City rồi. Và cái trạm dừng ở đây là trạm Habu Front nha các bạn. Thì từ cái chỗ này mình sẽ lên lầu 3 để đi ra đảo Sentosa bằng tàu điện luôn. Thì đi ra đảo Sentosa cũng có xe buýt đi nè, rồi cũng có đi bộ nữa. Nhưng mà mình chọn cái tàu điện đi là nhanh nhất. Chung là cái nào mình có thể đỡ đi bộ, không phải đi bộ thì mình hạn chế đi bộ cho khỏe. Cái khu tầng hầm của Vivo City nè. Giờ mình sẽ đi mua trà sữa coi uống nè mọi người. Như kêu out, kêu in nè. Kêu in. Mừng quá, không có đông. Menu. Biết sao quá mọi người thấy không? Tại vì nước ở đây dao động tầm 2.8 tới 6.1 là cao nhất. Quên coi mình bất bực. Chị kia mà đó. Ờ, sai em. Nó mù. 70. Anything else? No. So just one medium size cordon bubble tea, 70. Đây, giá tiền. Giá 1 ly là 4.3 đô. Khoảng như ta? 100 mấy? 100 ngàn. Rồi giờ có bill xong mà mình ra ngoài mình đứng đợi thôi. City ở trên đây là cái bảng số nè. Khi nào tới hiện cái số của mình lấy. Rồi ở xung quanh đây có rất là nhiều nhãn hàng đồ này nọ. Rồi bên kia có Yakun luôn. Mình nhớ đâu đây có Ovin nữa nè. Bên đây có Utin, bạn nào thích ăn bánh Utin thì có thể ăn ở đây luôn. Subway cũng có nhiều món lắm luôn khu này. Bạn nào mà đi Universal chơi á, thì có thể ghé ở đây ăn sáng rồi xong mà đi qua đảo Sentosa luôn ha. Đông người không? Ở đây là khách du lịch khá là nhiều, người ta cũng muốn, người ta cũng đi qua Sentosa chơi á. Nên rất là đông nha. Rồi đây là ly trà sữa nha các bạn, số 47. Trà sữa coi, Việt Nam không có qua đây uống, Việt Nam có mà không uống qua đây uống. Rồi, ok. Chân trâu rất là dai. Không có quá ngọt, chắc nãy mình kêu có 70% đường thôi, không có quá ngọt. Béo vừa đủ ha. Uống khá là ok đó nha. 100 ngàn cho cái ly này. Cũng hơi đắt đỏ đó mọi người. Nhưng mà qua đây rồi thì nếu mà có đi ngang đây thì cũng uống thử. Cũng vui vui. Sáng giờ đi mua đồ quá trời luôn. Bây giờ mình đang ở lầu 3 của Vivo City rồi. Bây giờ mình sẽ di chuyển qua bên Sentosa nha. Đây, ở phía trước mình là cái tàu di chuyển qua Sentosa nè. Ở bên đó là cái khu vui chơi bao gồm Universal, rồi các tổ hợp trò chơi rất là nhiều ở bên bển. Nếu mà bạn không có vé
tàu điện thì bạn có thể mua vé ở chỗ bên này đó, Sentosa Ticket nha. Hoặc muốn rẻ hơn á, hoặc là muốn rẻ hơn á thì mình khuyên các bạn nên mua vé ở trên Klook, thì ở trên đó nó bán mấy cái vé rẻ hơn rất là nhiều so với mua tại chỗ. Rồi bây giờ mình vô tàu điện thì mình có thể sử dụng cái thẻ MRT nè, thẻ EasyLink để vào luôn nha. Ok. Thì với cái một lần quẹt như vậy đâu đó nhớ, mình nhớ không lầm là tốn 2 đô thì phải á, thì bạn được đi vô bạn đi ra luôn chứ không có phải quẹt thêm lần nào nữa nha. Rồi đây cái bạn chỉ dẫn chỉ vô Universal nè các bạn. Ở ngoài đó đây có thủy cung nè, Sea Aquarium với lại công viên nước nữa ha. Ở bên đây thì có nhà hát của resort, mình chụp chiếu phim đó, nhà hát rạp chiếu phim gì đó, rồi có thêm casino nữa. Tất cả những cái vui chơi rồi tốn tiền là ở khu này nhiều nhất nè. Ăn uống thì bạn cũng ở khu này nhiều nhất nè. Ở đây có Đinh Tai Phung nữa, bạn nào mà có ăn thử qua Đinh Tai Phung rồi thì ở đây cũng có một cửa hàng. Đó. Mới vừa mưa xong nên đường ướt nè, trời nó khá là hầm á. Đi qua khu này chơi là lúc nào cũng phải, những ngày bình thường thì nhớ mang theo cái dù cho đỡ nắng, hoặc là đội thêm cái nón chứ không hơi nắng xỉu. Ở bên đây có mấy cái hàng kem nhìn dễ thương ha. Universal Studio nha các bạn. Mình nghe nói là hiện tại nó mở cửa từ lúc 12 giờ trưa cho tới khoảng 5-6 giờ gì là đóng cửa rồi, chứ không có hoạt động nguyên ngày. Thì nói chung cái thông tin đó mình cũng chưa có chắc, mấy bạn có thể lên trên website Klook kiểm tra cho chính xác nha. Mình nghe mấy bạn trên group Singapore người ta chia sẻ là vậy đó. Đây quả cầu truyền thuyết nè các bạn đó, bạn nào tới đây thì cũng nên tới đây chụp một tấm hình ha. Không có nhất thiết thì phải đi vô trong đâu nha. Đây qua cái khu vực này nè là phải tốn tiền vé. Giá vé là khoảng 1,2 triệu cho một người lớn ha. Chơi tất cả các trò chơi luôn. Mình thấy trong đó cũng hơi vắng đó. Đây có thể chụp hình check in cái cổng Universal Studio nè. Đó. Rồi xung quanh đây thì có rất là nhiều cửa hàng. Ở đây có kẹo sô-cô-la Hershey nè, Kiss. Rồi bên kia cũng có một số nhà hàng bán thức ăn Malaysia. Đó, đây là cổng vào của Universal nè. Bạn vào đây là sẽ không được mang bất cứ bánh kẹo, đồ ăn, thức uống gì hết. Vô trong đây là mua ở trong đây thôi. Nói chung là vô trong đây cũng khá là tốn tiền á. Nếu mà đã xác định đi chơi Universal thì chọn nguyên một ngày đi luôn. Còn nếu mà không thì có thể check in đây chụp hình là được rồi. Nếu mà bạn nào không có thích chơi mấy trò chơi cảm giác mạnh thì mình nghĩ là không nên vào, mất công là tốn chi phí nữa. Bên kia là cái khu ăn uống ha. Bây giờ mình sẽ đi qua cái chỗ Candy Delicious nè, một cái chỗ bán kẹo mà ngay cả người lớn cũng sẽ khoái luôn khi mà đi vào đó. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đi vô tham quan cái cửa hàng kẹo lớn nhất cái khu này nha mọi người. Trời ơi, con nít mà vô đây là mê luôn, người lớn còn mê nó chứ con nít. Rất là nhiều kẹo, rất là nhiều thứ luôn á. Bữa nay khách du lịch chưa có nhiều nên còn khá vắng. Ủa. Đó, rất là nhiều thứ mà. 1 đô cũng có, 2-3 đô cũng có, rất là nhiều loại nè. 3 đô nè, kẹo là 3 đô. Mình thì mình ghiền nhất là cái kẹo dẻo ở đây, để mình chỉ cho các bạn nghe. Rồi.
Đây, đây là cái quầy kẹo dẻo nè. Rất là nhiều loại luôn, chắc cũng phải có 100 loại luôn á. Thì bạn có thể lấy mỗi thứ một ít luôn, xong sau đó là cân định lượng ha. Đây, 6 đô cho 100 gram. Đó, cái bảng nè. 6 đô cho 100 gram ha, rất là nhiều kẹo. Đó, quay một vòng cho mấy bạn xem. Đó, rất là nhiều loại, nhiều có bánh, có kẹo bông, cái dạng bông gòn đúng không? Rồi kẹo con cá, con ngôi sao gì đủ thứ. Đó, trái cây tùm lum la luôn. Rồi có kẹo, cái kẹo chua hả ta? Gelatin. À, kẹo chua nè. Đó, các bạn có thể mix hết tất cả loại, các loại này vô luôn. Mình đã không? Mình ghiền, lần nào mình tới đây mình cũng mua chắc phải mấy trăm gram này. Ok. Ở ngoài ra thì có thú bông nè. Dễ thương không? Unicorn. Đó. Cưng ha. Và bánh. Bánh rồi hả? Cái gì ta? Móc khóa rồi gắn tủ lạnh nè, đó rất là nhiều thứ, kẹo mút nè cũng có luôn, bánh xì nách nha, rất là nhiều thứ. Rồi đây Kit Kat nè, một cái gói này bao nhiêu đây, không có, một gói này 8 đô rưỡi, còn bịch kẹo này 3 đô, bịch kẹo này 3 đô ha. Đây cây kẹo này 2 đô, đó không. Ok. Rồi thì mấy bạn nào mà muốn mua quà hay là mua kẹo hay là muốn dắt con nít đi mua mấy cái đồ dễ thương này thì có thể ghé bên đây ha, Sentosa Delicious Candy. Hello mọi người, thì mình đã tới Lucky rồi. Ở đây là cái khu vực bờ sông ha. À, cái chỗ này á, các bạn nào mà muốn đi thuyền để ngắm cái vịnh Marina Bay Sands á thì ở đây là cái trạm để mà mấy bạn lên thuyền đi một vòng thành phố bằng thuyền ha. Rồi bây giờ mình sẽ vào ăn cái nhà hàng Jumbo nè. Đây, một nhà hàng hải sản cực kỳ nổi tiếng luôn. Và nó nổi tiếng với cái món cua sốt ớt nè mọi người. Cua sốt ớt ha. Rất là ngon, mình rất là thích ăn ở đây luôn. Bây giờ mình sẽ đi vào để khám phá cái nhà hàng này nha. Rồi 6:45 là phải finish. Tiếng hơn. Thế nên là bỏ tài hào ngủ xong đi. Đi. Cái số này có đi. Dạ ok. Đây. Dạ, Jumbo Seafood nha. Đó. Cái này cũng có khá nhiều chi nhánh. Thì mình ăn ở chi nhánh Lucky ha. Thì mọi người vô ăn sẽ được phát cái phiếu bàn này nè. Ở trên đây ghi rõ luôn là bạn phải ăn trước 6:45 nha. Là ăn xong trước 6:45. 6:45 là phải đi ra trả bàn cho người khác ăn rồi. Mà cái bàn của mình là 30A. Ừ. Rồi dưới đây nó cũng có rất là nhiều dụng cụ để sẵn nè. Ví dụ như đồ kẹp cua. Đồ kẹp cua. Rồi cái đồ khựi thịt cua nữa nè. Bao tay. Cái này là gì? Keep your mask here. Rồi, đây ghi luôn. Làm cái này là để giữ cái khẩu trang của mình bỏ vô đây nữa chứ. Yeah. Mua vậy? Rồi, bỏ khẩu trang vô đây hả? Trong khi đang ăn thì có bỏ khẩu trang vô đây. Ồ. Khá là ok nha. Rồi cái này là diệt khuẩn. Shop with you daily. Cái này là khăn diệt khuẩn, khăn lau tay diệt khuẩn nha mọi người. Chuyên nghiệp ha. Lâu lắm rồi mới có việc, 2 năm rồi. 2 năm rồi mới quay lại nhà hàng này. Đây menu của Jumbo nha các bạn. Mấy cái nước đồ này nó cũng tầm 3 đô tới 15 đô. Nước ngọt thì 3 đô 8. Jumbo có rất là nhiều chi nhánh ở nhiều nước luôn. Đây có Bangkok, có Hồ Chí Minh luôn. Hồ Chí Minh như có 2 cửa hàng rồi. Seoul, Thượng Hải, Trung Quốc nữa, Đài Loan. Đây cua. Cua sốt ớt, còn này là cua sốt tiêu đen.
Ngoài ra có những cái món khác như cù, rồi cá, tôm chiên, mì Ý. Rất là nhiều món ha, toàn là hải sản cao cấp thôi. Đây. Như mấy cái món ăn này thì có giá dao động từ 16 tới lại từ 16 tới 64. Nói sơ sơ cho mọi người xem thì mình sẽ ăn món cua sốt ớt. Đây. Đây con cua này nè. Đó, cái này giống như con ghẹ hơn. Có những cái hình ảnh để cho mọi người dễ hình dung. Rice, cơm chiên, mì Ý. Rồi món cơm lên trước nha mọi người. Đây. Một cái bảy dĩa cái tô cơm như này nè, size nhỏ ha, 22 đồng. Cũng khá là nhiều tôm á. Giờ mình sẽ review cái cơm vị như thế nào nha. Bốc khói luôn. Tôm. Rồi thêm một ít cải, bên này có cải thảo hả ta? Rồi. Nhìn nó không có bị khô đâu. Ở trong đây nó có trứng, hành, rồi cải, rồi với lại tôm ha. Đây là cơm chiên hải sản. Rất là thơm. Trong đây có mực nữa. Mực nữa. Sáng. Cái món này cũng là một món mà mình thích ăn ở quán này luôn á. Nếu mọi người muốn ăn no một chút xíu thì có thể gọi thêm món cơm nha. Rồi con cua mình lên rồi nha mọi người. Nhìn hấp dẫn không? Cái con cua này nặng 1,1 kg luôn nha. Rồi mình sẽ ăn kèm với lại một ít bánh bao chiên. Bánh bao chiên ở đây nó rất là giòn luôn, ăn đã lắm. Rồi bây giờ mình ăn trước cái sốt trước đi, rồi mình sẽ qua cái con cua sau. Này bánh bao nè. Nó còn nóng luôn. Rồi. Ngon. Biết bao lâu rồi mới được ăn. Ngon nha mọi người ơi. Đi Singapore nhất định là phải ăn món này. Mà nếu là ở đây thì cái giá nó sẽ hơi cao một chút, nhưng mấy bạn có thể ăn thử ở những cái chỗ food court cũng có nè. Đó, thì mình ăn thử thôi, nhưng mà chắc chắn chất lượng nó sẽ không ngon bằng ở đây. Bây giờ mình thử qua cái hàng cua đi. À quên, ăn cua ở đây nó cho cái yếm để mà không bị văng nữa nè mọi người. Bao tay nè. Bây giờ mình lấy cái càng trước đi. Cái càng nè. Nè, càng quá sáng luôn á. Nó hơi bự dữ. Này. Nó bự bằng cái bàn tay mình luôn á, giỡn. Trời ơi. Mấy đợt trước mình ăn cái con nó dưới 1 kg. Bữa nay là chắc hết dưới 1 kg rồi sao á. Tôi cái con bự quá bự luôn. Này, bỏ cái chén này qua. Đó. Nó cứng. Rồi cái thịt. Thịt con cua này. Ăn nha mọi người. Thịt cua cực kỳ chắc luôn. Ngon. Rất là ngon nha mọi người. Ngon lắm. Thịt cua chắc nó dính vô trong cái vỏ luôn nè. Nè bên trong nè. Thấy đã không? Đó. Thì nói chung là tiền nào của đó thôi. Thì mình ăn cái quán này nó nhà hàng rồi, chất lượng của nó đảm bảo lắm mọi người. Mình cũng không có đi vô lựa cua gì hết, người ta sẽ tự động lấy cua cho mình luôn. Đó. Thì mình review cái quán này cho mọi người xem. Rồi nếu mà mọi người có dịp đi Singapore thì có thể ghé quán này ăn ha. Rồi xíu nữa ra bao nhiêu bill thì mình sẽ chiếu cho mọi người xem.
Rồi đây là tổng bill của mình nha các bạn, 173 đô, khoảng 3 triệu. Con cua là hết 118 đô rồi, dĩa cơm 22, 4 cái bánh bao nữa, đà 3 đô 2, nước ngọt 3 đô 8. Ở trong đây có 10% service chạc là 14 đô, cái 7% thuế nữa, tổng là 173 đô ha. Ok, mình thấy là nếu mà các bạn đi hai người có thể kêu bánh bao với lại cua ăn là ok rồi đó. Còn nãy mình chắc là do đói quá nên kêu thêm phần cơm á, nên là ăn bây giờ nó no chịu không nổi luôn rồi mọi người. Rất rất là no ha.